Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay quân sự F-35 tiên tiến của Hoa Kỳ có thể trở lại chương trình nghị sự. Ankara đã bị loại khỏi chương trình máy bay phản lực sau khi mua tên lửa phòng không S-400 của Nga, mà Washington cho rằng đã làm tổn hại đến công nghệ tàng hình của F-35. Nhưng trong chuyến thăm Istanbul vào tháng 1, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đã đề nghị khôi phục việc bán máy bay phản lực nếu tên lửa của Nga được chuyển sang nước thứ ba. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara có thể sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Việc mua hệ thống tên lửa phòng không này là một bước đi vô tiền khoáng hậu của Thổ Nhĩ Kỳ, và tôi nghĩ rằng một số thành viên nội các của Erdogan cũng thừa nhận rằng đây là một sai lầm. Mua hệ thống S-400 là một nỗ lực rất tốn kém của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà quan sát cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa S-400 là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Nga và mối quan hệ đang xấu đi với Washington. Thỏa thuận được ký kết trong thời điểm mất lòng tin khi Ankara cáo buộc Washington có liên quan đến âm mưu đảo chính thất bại năm 2016, một cáo buộc bị Mỹ phủ nhận. Mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ đã được cải thiện với việc Ankara phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Washington đáp lại bằng cách cho phép bán máy bay F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng F-16 kém hơn F-35, thứ mà nước láng giềng và cũng là đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳ là Hy Lạp chuẩn bị mua như một phần của quá trình hiện đại hóa quân sự. Đánh giá quan điểm của giới diều hâu của Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả bọn họ đều lo ngại rằng cán cân quân sự trên vùng trời khu vực Aegean sẽ không thay đổi hoặc thậm chí là nghiêng về phía Hy Lạp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng liệu Ankara có chấp nhận lời đề nghị mua máy bay F-35 của Washington hay không để đổi lấy việc loại bỏ tên lửa do Nga sản xuất, có thể là cho một đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ như Azerbaijan hay Qatar hay thậm chí là Libya, còn tùy vào tiến độ cải thiện quan hệ với Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng từ bỏ S-400, đó là một quyết định chính trị, không phải là một sự cần thiết về mặt quân sự. Đó là một quyết định chính trị và sự thỏa hiệp chính trị. Cho đến nay, S-400 đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ nâng cao vị thế đàm phán với NATO và Mỹ. Việc Ankara mua tên lửa Nga được nhiều người coi là một chiến thắng ngoại giao đối với Moscow, chia rẽ Thổ Nhĩ Kỳ với các đồng minh NATO. Các nhà phân tích cho rằng, việc loại bỏ hệ thống tên lửa phòng không này sẽ là một chiến thắng có ý nghĩa tương tự đối với Washington.